Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube Nhật Trần và Xe. Và ngày hôm nay tiếp tục là một video clip mà Nhật sẽ trả cái lời hứa Nhật đã hứa với mọi người khi Nhật quay chiếc MT10 2022 phiên bản tiêu chuẩn và SP. Thì Nhật có hứa rằng Nhật sẽ review luôn chiếc MT10 đời cũ, đời 2021 á, cho mọi người được xem. Thì Nhật có nói rằng cái con xe này nhìn nó cực kỳ giống với lại Transformer, là những cái người máy biến hình trong bộ phim á. Nếu ai đã coi Transformer rồi thì mọi người có thể hình dung ra ha. Đó. Thì hôm nay Nhật đã có ở đây một chiếc xe MT10 phiên bản 2021 và đã được lên một số đồ chơi nhẹ nhẹ. Đó, thì Nhật sẽ dùng chính chiếc xe này để quay video clip cho mọi người cùng coi luôn ha. Ok, mời mọi người cùng xem video clip hôm nay ha. Rồi, để khởi đầu video clip thì luôn giống như mọi khi, Nhật sẽ đi xung quanh chiếc xe. Nãy giờ Nhật có đi một vòng rồi đó. Thì mọi người đã phần nào hình dung ra chiếc xe trông nó như thế nào. Đó. Và Nhật sẽ đi thẳng vào những cái phần theo một thứ tự mà Nhật vẫn thường làm đối với cái video clip của Nhật. Đó là phần đầu đèn trước nè. Ha. Ở đây Nhật rất muốn quay chi tiết phần đầu đèn cho mọi người coi. Tại vì sao? Cái chiếc xe này, cái phần đầu đèn của nó rất đặc biệt. Đó là lý do mà Nhật gọi nó là một chiếc Transformer. Vì cái đầu đèn nó nhìn rất là khối, rất là hầm hố, giống y như một là người máy vậy mọi người. Đó. Không khác gì một con robot ngoài hành tinh cả. Rất độc đáo luôn ha mọi người ha. Ở trên nè, mọi người có một cái phần mão nè. Nhìn giống như cái sừng vậy. Của samurai. Nó giống như cái mũ của các samurai á. Phần dưới này mình có hai cái đèn bi cầu, hai cái đèn projector. Đó. Và cái thiết kế hình khối nè, mọi người thấy nè. Đó. Nhìn nó rất là độc đáo luôn, rất là lạ. Và cái thiết kế này nó chắc chắn là không dành cho số đông đâu mọi người. Mọi người đi ra đường mà nhìn cái phần đầu đèn này lại biết ngay MT10 không lẫn lộn vào đâu được ha mọi người ha. Đó, mọi góc quay luôn nè mọi người. Đó. Phần đầu một cái phần rất đặc biệt trên chiếc xe này. Rồi Nhật sẽ đi tiếp đến cái phần dàn chân của nó luôn nè. Thì ở đây con xe này xài cây phuộc KIB hai bên ha mọi người ha. Hai bên đều là KIB hết và full tùy chỉnh chức năng hết nè. Thông qua các cái vị trí bắt ốc màu vàng vàng cam cam này nè, là mình có thể chỉnh được ha, tùy vào ý thích của mình. Đó, cây phuộc rất là to, rất là bự. Phuộc này đường kính 43 mọi người. Phanh thì là xài phanh Advix, một thương hiệu cũng quá quen thuộc với lại Yamaha rồi. Dây dầu này thì nếu mà mình không lầm, chủ nhân đã thay thành dây dầu heo nha mọi người nha. Chứ dây dầu zin nó không phải là dây dầu heo như thế này. Đây, đó. Chủ nhân đã thay thành dây dầu heo rồi. Còn cùng tay thì vẫn để nguyên zin, không thay gì cả. Rồi, đi tiếp xuống đây ha. Ở đây xe có gắn sẵn một cái cục chống đổ phuộc trước này. Đó. Bộ mâm màu cam cực kỳ nổi bật luôn. Cái phiên bản này thì bộ mâm đi màu cam nha mọi người. Đây là màu sơn zin tiêu chuẩn luôn, nhìn rất là nổi. Đó. Rồi mình đi lên phần ghi đông ha mọi người ha. Ở bên này thì Nhật sẽ đi qua cùng bên trái trước nè. Cái phần này thì tương đối giống với các phiên bản MT10 mà mọi người vẫn thấy, có nút select nè, traction control nè, passing nè, rồi cruise control nè, kèn xi nhan nè. Đó, kính hậu zin nó được gỡ bỏ và thay bằng cái kính hậu motor gasket của Đức. Kính này bằng nhôm nha mọi người nha, đánh bóng nên giống như gương vậy. Rồi, bên phần bên này chúng ta có nút khởi động tắt động cơ nè, chọn chế độ chạy nè, nút hazard nè, và cũng có cái kính chiếu hậu motor gasket luôn ha. Đó. Cái màn hình này để Nhật mở lên cho mọi người coi. Cái màn hình này thì nó không giống lại đời 2022. Màn hình này chỉ là màn hình LCD trắng đen thôi. Đó, mọi người thấy các cái thông số nè, nó hiển thị tương đối đơn giản ha. Có nút điều chỉnh đồng hồ, nút reset ở đây. Vậy thôi. Các chức năng về màn hình nhìn tương đối đơn giản, không có màu sắc và không có được TFT như là đời 2022.
Ok, Nhật sẽ đi tiếp đến phần bình xăng cho mọi người xem luôn. Cái thiết kế bình xăng khi mà nhìn từ phía sau này, nó vẫn là một cái ngôn ngữ thiết kế rất là đồ sộ, thầm hố, nhìn nó rất là cơ bắp luôn. Đó, nó giống như MT10 2023 vậy. Một cái dạng khối. Tuy nhiên cái điểm khác biệt là ở đây thì nó vẫn có hốc lấy gió. Tuy nhiên nó sẽ không có cái phần mà gọi là khuếch đại âm thanh giống như bản 2022. Bản 2022 ở đây nó sẽ có cái phần gọi là khuếch đại âm thanh. Mọi người có thể xem lại video clip đó để nhìn thấy cái phần đó và hiểu rõ hơn ha. Nhật có nói rất rõ trong video clip rồi. Đó, cái phần ống ốp gió của nó đây ha mọi người ha. Đó, đi chạy theo bình xăng nè. Đó. Rồi bên này mình có một cái mạng ốp nữa, nó giống như vây của cá mập vậy đó. Dưới này thì các cái đường bình nước là mát nè, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Tuy nhiên bản 22 á thì nó làm cái phần này nó liền lạc hơn, nó không có đường cắt xẻ nhiều như thế này. Rồi tiếp tục Nhật sẽ đi đến phần dưới này. Khung sườn, cục máy này thì nó yếu hơn cục máy của đời 2022 nha mọi người nha. Cục này chỉ có 160 ngựa thôi, còn 2022 thì nó tới 166 ngựa. Và đồng thời cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của con cũ này á, nó cũng cao hơn so với con 2022. Con 2022 thì cái lượng tiêu thụ nhiên liệu đâu đó nó rơi vào tầm 7 lít 100 cây. Chiếc này thì nó tới gần 10 lít lận. Rồi ở đây xe gắn sẵn một cái chống đổ nè. Chống đổ này do Repsol Yamaha Việt Nam làm. Đó, cũng vẫn là cục máy CP4 ha mọi người ha. Tuy nhiên cái phần cổ bô này nếu mọi người để ý á, cái con này nó xài là inox hợp kim, nó không phải là titan giống như bản 22. Bản 22 là cái cổ bô này nó sẽ là bằng titan nha mọi người nha, nên mọi người thấy nó không có bị hiện tượng sét rỉ và nó lên màu rất đẹp. Còn ở đây thì do nó là inox hợp kim cho nên là cái màu của nó nhìn nó vàng vàng đen đen, nó không có được đẹp như cái bản titan ha. Ở đây đã gắn sẵn ốp che cách nước và ốp che cách dầu rồi. Đó, con cũ này là nó cũng có trợ lực luôn nha mọi người nha. Và cái trợ lực này nó là trợ lực điện. Đó, rất ngon lành, sẵn sàng đồ chơi luôn. Xe cũ này hiện tại Repsol Yamaha Sài Gòn vẫn còn xe, nếu mọi người quan tâm thì cứ nhắn cho Nhật nha. Rồi Nhật sẽ đi tiếp đến cái phần in. Phần in này về thiết kế thì mọi người thấy nó sẽ tương đối giống với bản 22, không có khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên cái phần, những cái phần cánh ốp này nè, nhựa này nè, ở cái phần đèn này nè, thì mọi người sẽ thấy bản 22 nó lược bỏ đi hết rồi. Bản 22 nó làm liền lạc hơn, nó chắc chắn hơn. Ở đây thì những cái này nó cảm giác nó hơi lỏng lẻo một chút xíu thôi. Đó, cho nên bản 22 là nó đã lược bỏ đi luôn rồi, hoàn toàn rồi, không có còn những cái miếng nhựa này nữa ha. Rồi ở đây thì cái xe này á đã gắn một cái đồ bắp biển số độ. Đây, nó gọn gàng hơn so với lại cái bắp biển số zin ha mọi người ha. Đó, cái này là của Evotech. Đó, thì nó ráp vô đây vẫn giữ được đèn rọi biển số, có hai chỗ lắp xi nhan rất gọn gàng. Ok, đi tiếp xuống phần phía dưới này. Phần sau vẫn xài Brembo giống bản 22. Cái pen đạp là Brembo mọi người ha. Tuy nhiên con heo sau nè, nó là Nissin ha. Đó, pen đạp Brembo, heo sau Nissin. Gắp vẫn là gắp nhôm đúc nguyên một khối hợp kim nhôm của Yamaha, rất là cứng luôn. Đó, sorry mọi người, cái điện thoại của Nhật nó vừa bị ao nét một chút xíu ha. Mọi người có nhận thấy là trên chiếc xe này nó có một cái ống xả SC. Đây, SC Project. Thì Nhật không chắc cái SC này phải là SC thật hay không, hay là nó là SC hàng Pháp nữa. Đó, tuy nhiên là cái phần đó thì nó gắn slip on thôi nha mọi người. Toàn bộ hệ thống cổ nè và bầu nè vẫn giữ nguyên zin, và gắn cái lon slip on từ khúc này. Đó, slip on này cũng bằng titan và carbon nè. Một lát nữa Nhật sẽ bật cái máy xe lên và Nhật test cái âm thanh cho mọi người nghe ha. Mâm sau thì cũng mâm màu cam. Đó, gắn sẵn cái cục gù chống đổ bánh sau nè mọi người, và cái một cái cục nâng xe. Cái lốp sau cũng khá là lớn,
tương đương với lại lốp của MT10 2022 ha. Nhặt đi qua bên này một chút xíu. Đó, gấp sau bằng nhôm đúc một khối rất là bự. Tuy nhiên cọng sen này là sen đen nha mọi người. Nó giống như cái bản 10-22 thường á. Nó không có được màu sen vàng ha. Đây, ở đây cũng có quick ship luôn. Nhưng quick ship này khác với quick ship của bản 22. Quick ship này chỉ có chiều lên thôi, không có chiều xuống ha mọi người ha. Nó gọi là up ship rồi đó. Và bên này cũng có cái chống đổ đây. Ok. Thì đó là Nhật vừa đi qua về phần ngoại hình của chiếc xe này. Đó, từ cái góc quay này mọi người nhìn thấy nè. Ngoại hình nó rất đồ sộ, rất hầm hố luôn. Cắt xẻ gồ ghề, táo bạo. Như một chiếc robot vậy. Như một con robot vậy. Rồi, ok. Bây giờ Nhật sẽ test cái âm thanh của cable này. Như Nhật vừa nói, do cable này nó là slip-on, toàn bộ hệ thống cổ và bầu vẫn giữ nguyên, cho nên cái âm thanh của nó không phải là quá lớn, nó vừa đủ thôi nha mọi người nha. Hiện tại mọi người nghe là âm thanh đang ở cái vòng tua guarantee nè, 1.500 nè. Ok, thì đó mọi người vừa nghe cái phần âm thanh của chiếc MT10 đời 20-21 lên một cái ống xả SC Pháp, chỉ là slip on nha mọi người nha. Thì Nhật đánh giá là cái phần âm thanh á, nó không quá lớn, nó cũng không quá nhỏ, nó vừa phải, vì mình đã giữ lại nguyên toàn bộ cái hệ thống cổ Bosin và chỉ thay cái lon slip on thôi. Đó, chứ nếu mà như cái con MT10 22 mà demo hôm bữa mà Nhật nổ máy cho mọi người nghe á, đi cái lon Leovin ấy, nó chát chúa lắm, nó khủng khiếp lắm. Thì đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn cho những ai nếu mà thích vừa phải, không quá lớn thì mình chỉ cần thay cái lon slip on thôi ha mọi người ha, là cũng vừa đủ dùng rồi. Đó. Rồi, ok. Thì đó là video clip ngày hôm nay Nhật giới thiệu đến cho mọi người mẫu xe MT10 phiên bản cũ. Đó, ai thích mẫu xe này thì hãy liên hệ Nhật ngay nha. Repsol Yamaha Sài Gòn vẫn còn xe. Đó, và đang có những cái ưu đãi cực kỳ tốt cho chiếc xe này luôn. Đó. Nếu mọi người thấy video clip này hay, thú vị và hấp dẫn, đồng thời cung cấp cho mọi người được những kiến thức mới, thì mọi người hãy like, hãy chia sẻ và hãy đăng ký kênh của Nhật nha. Những cái động lực đó sẽ giúp Nhật sản xuất thêm những cái video mới hay hơn, thú vị hơn, và cho mọi người được những cái nhìn tổng quan hơn về thị trường mô tô phân khối lớn. Đồng thời Nhật cũng rất mong những cái ý kiến đóng góp và chia sẻ của mọi người trong cái ô comment, để Nhật có thể cải thiện chất lượng của video tốt hơn nữa, phục vụ mọi người tốt hơn trong tương lai ha. Rồi, còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau nha. Bye bye.